Tết Songkran hay còn gọi là lễ hội té nước là một nét đặc trưng của văn hóa Thái Lan. Ở buổi tập chiều ngày 14 tháng 4, huấn luyện viên Kiatisak và các trợ lý mang tới sân bột mì để bôi lên mặt các học trò. Toàn đội Hoàng Anh Gia Lai đều được huấn luyện viên Kiatisak gửi lời chúc sức khỏe và may mắn. Đến lượt Công Phượng, Xuân Trường và Văn Toàn, vị chiến lược gia người Thái Lan đặc biệt nhắn nhủ rằng: "Hãy ghi bàn nhiều nhiều." Cả ba cầu thủ trên còn được Kiatisak dạy nói chúc Tết bằng tiếng Thái Lan. Ngoài ra, toàn đội Hoàng Anh Gia Lai còn tổ chức màn té nước vô cùng đặc biệt. Vòi phun nước được chuẩn bị sẵn từ trước. Công Phượng và các đồng đội ướt đẫm người sau lễ hội té nước. Không khí diễn ra vô cùng vui vẻ và cởi mở, giúp tinh thần của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thoải mái hơn trước khi bước vào vòng 10 V-League 2021. Trận cầu tâm điểm của vòng 10 là cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội trên sân Pleiku. Đội bóng phố núi đang có chuỗi trận thăng hoa với 5 trận thắng liên tiếp. Họ đang bay cao trên bảng xếp hạng với 22 điểm sau 9 trận. Trong một diễn biến khác, theo chia sẻ của đại diện phía Hà Nội FC, Bầu Hiển sẽ không trực tiếp tới sân Pleiku để theo dõi đội bóng này thi đấu. Thay vào đó, chủ tịch Đỗ Vinh Quang sẽ dự khán trận thư hùng này. Hà Nội vừa có chiến thắng 4-0 trước Quảng Ninh trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng rất mong muốn giành 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai để tiếp tục bám đuổi theo nhóm đua vô địch. Vào chiều ngày 15 tháng 4, toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ đã lên đường di chuyển vào Pleiku để chuẩn bị cho trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 4. Chiến thắng 4 sao trước Quảng Ninh ở vòng 9 giúp các cầu thủ của huấn luyện viên tạm quyền Hoàng Văn Phúc tràn đầy tự tin trước trận đại chiến. Mục tiêu của đội bóng thủ đô là giành chọn 3 điểm khỏi tay Kiatisak và các học trò. Tuy nhiên, đây là một thử thách rất khó khăn của Hà Nội FC bởi sân vận động Pleiku đang là thánh địa không thể đánh sập của Hoàng Gia Lai. Công Phượng và đồng đội đã toàn thắng cả 4 trận khi được thi đấu trên sân nhà mùa giải 2021. Theo nguồn tin của chúng tôi, ban trọng tài đã cắt cử ông Vũ Nguyên Vũ là người bắt chính trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Kể từ đầu mùa giải, trọng tài Vũ bắt một trận của đội bóng nhà Bầu Hiển, đó là trận đấu Hà Nội thắng 3-0 trước Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng bắt chính một trận đấu của đội bóng Phú Núi, đó là trận Sài Gòn thua 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai.